Xin chào quý anh chị nhà đầu tư, chào mừng quý anh chị quay trở lại với kênh Ichimoku Club và quay trở lại với video của em Huyền nhé. Thì trong cái video này em Huyền sẽ nhận định cho quý anh chị liệu là thị trường của chúng ta sau cái phiên áp lực ngày hôm nay đạp vào ATC thì thị trường sẽ có những cái nhịp điều chỉnh đến đâu và chúng ta sẽ chờ để bắt đáy vào những cái thời điểm như thế nào. Và em sẽ phân tích cho hai anh chị về hai mã cổ phiếu mà đáng chú ý trong đoạn này, đó là mã cổ phiếu IDC và VCI. Thì chúng ta sẽ chờ mua được ở những cái vùng giá nào thì anh chị mình hãy theo dõi video nhé. Quý anh chị mình vui lòng để lại cho em Huyền một nút like, một đăng ký kênh và thả cho em Huyền những trái tim màu tím ở phần comment. Thì trong đoạn này em luôn luôn báo cho anh chị đó là thị trường vẫn còn rất rủi ro. Và hiện tại một cái yếu tố quan trọng để đỡ thị trường đi lên đó là yếu tố dòng tiền thì nó chưa có. Vì thế chúng ta hãy giao dịch thận trọng và phòng thủ. Đấy, thì đối với thị trường ngày hôm nay chúng ta kỳ vọng đó là thị trường lên được cái vùng giá 1074. Tuy nhiên thì em cũng đã chia sẻ với anh chị là nếu thị trường nó đi ngang quanh cái vùng giá 1049 nó giữ được thì ok. Nhưng mà thị trường lại bị đạp về ADC như thế này thì khả năng đang diễn ra cái trường hợp đó là call margin rồi anh chị ha. Rất nhiều mã cổ phiếu dạng sàn trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay luôn. Đấy thì cái trường hợp mà call margin hay là call chéo là cái điều mà chúng ta không mong muốn. Tuy nhiên khi thị trường áp lực đấy, và khi xảy ra những cái việc đó là giảm điểm các mã cổ phiếu áp lực như thế này thì cái tình trạng mà con về kho hay là về các công ty chứng khoán họ con á, thì rất là nhiều anh chị ạ. Nên trong đoạn này thì chúng ta cần phải bình tĩnh thôi, không có gì mà anh chị cần phải vội vàng cả, đúng không? Bây giờ nếu chúng ta cứ vội vàng chúng ta bị cuốn theo thị trường, ví dụ như là cái phiên thứ 6 hồi lên nhẹ như vậy, anh chị bị cuốn theo, anh chị đua theo. Sáng nay vẫn có những cái mã cổ phiếu mà nó đã tăng như là DXG, DG. Vẫn có những anh chị vào hỏi là có thể mua được hay không. Thì em cũng có chia sẻ cho anh chị là không nên mua đuổi, đúng không? Bởi vì các mã cổ phiếu đó nó đều tiềm cận cả ngắn hạn. Và trong giai đoạn này thì nếu chúng ta càng mua đuổi giá xanh lên thì chúng ta càng bị rủi ro và càng bị âm vào vốn rất nhiều anh chị ạ. Đấy thì chúng ta thấy là thị trường hiện tại nó chưa có những cái thông tin tích cực nó hỗ trợ. Và nó lại còn ra những cái thông tin xấu nữa, đúng không? Và trong thời gian sắp tới khi mà Fed họ họp nữa thì có khả năng nếu mà Fed có những cái tín hiệu diều hâu hay thậm chí là tăng lãi suất thì rất là rủi ro luôn. Nên là hiện tại thị trường nó cần phải tìm được cái điểm cân bằng mới. Đối với cái vùng giá 1037 em cũng đã chia sẻ cho anh chị, chưa chắc đây đã phải là đáy và hiện tại nó đang về đến cái vùng giá 1042 này. Thì vẫn có khả năng nó rũ qua cái vùng giá 1037 này để mà đi xuống dưới nữa anh chị ha. Nên là chúng ta cần phải chờ thêm thôi. Thì đối với thị trường trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay đóng cửa vùng giá 1042.4 thì phá đi cái vùng quan trọng 1049 rồi. Đây là cái vùng mà em chia sẻ cho anh chị là một cái vùng hỗ trợ quan trọng của VN-Index. Nếu mà nó mất đi cái vùng này thì nó sẽ mất đi cái nhịp hồi ngắn hạn. Anh chị thấy là chúng ta kỳ vọng nó đi ngang ở đây, sau đó nó đi theo cái eo mây nào đi lên thì ok. Hiện tại thì nó mất đi vùng. Hiện tại nó tiếp tục nó điều chỉnh và lại còn diễn ra cái trường hợp mà call như thế này nữa. Anh chị thấy là khi mà diễn ra những cái trường hợp call margin này thì các mã cổ phiếu nó khỏe, ví dụ như là chúng ta thấy như Novaland ha, hôm nay vẫn có những cái trạng thái nó tăng lên, đúng không ạ? Novaland vẫn có những cái nhịp tăng trong phiên. Về cái thông tin mà ra kết quả kinh doanh báo cáo là lãi đó anh chị, thì cái thông tin ra thì mã cổ phiếu này chạy. Tuy nhiên khi mà thị trường chung nó gặp áp lực và diễn ra cái call margin thì mã cổ phiếu này cũng sẽ bị điều chỉnh. Và rất nhiều mã cổ phiếu khác nó ở vùng giá cao, ví dụ như là IDC đi, thì anh chị thấy là bị điều chỉnh một cái cây rất mạnh. Mã cổ phiếu này trong những cái thời điểm vừa rồi nó giữ trend giá rất tốt, nó giữ được cái xu hướng tăng. Tuy nhiên khi mà diễn ra call margin thì mã cổ phiếu này cũng bị đạp luôn. Đấy, anh chị thấy là trong dạng này anh chị có đu được vào cái mã cổ phiếu giữ trend giá tốt đi chăng nữa, nhưng mà thị trường nó xảy ra cái áp lực call margin, call chéo thì mã cổ phiếu đấy nó cũng sẽ bị ảnh hưởng thôi anh chị ạ. Nên trong dạng này không có vấn đề gì mà chúng ta cần phải giao dịch quá lung tung, không cần phải vội vàng làm gì cả anh chị nhá. Bây giờ mình có tiền đúng không ạ? Mình có tiền thì mình cứ nằm im quan sát chờ đợi. Còn tiền là còn cơ hội, còn nếu anh chị cứ cuốn theo những cái phiên thị trường hồi lên nó đạp cho anh chị, và anh chị thấy là có những cái phiên đạp ngay từ ATO, xong bây giờ lại có phiên đạp từ ATC. Đấy, thì nó đạt trong những cái phiên ATC, ATO chúng ta sẽ không kịp thời xử lý được. Đấy là trong dạng này thì em luôn luôn chia sẻ với anh chị là thị trường nó vẫn đang còn những cái rủi ro. Khi mà nó mất đi cái vùng giá 1085, 1084 thì nó đã mất đi cái nhịp hồi ngắn hạn, cũng như là mất đi cái
mất đi cái phân kỳ đúng không ạ? Nên là nó cần phải tìm về cái vùng cân bằng mới. Và khi tìm về được cái vùng cân bằng rồi thì nó cần phải có những cái phiên xác nhận. Tức là cần phải có những cái phiên nó có dòng tiền đi vào đã. Anh chị thấy trong đoạn này dòng tiền khối ngoại cũng trả vô, đúng không? Tự doanh thì cũng vô nhẹ nhẹ thôi, cá nhân chỉ có cá nhân vô, nhưng mà dòng tiền cá nhân làm sao mà đổ lực để mà đỡ thị trường được, đúng không ạ? Và đặc biệt em có chia sẻ cho anh chị là cái USD Index này nó cắt qua năm thì cái tình trạng mà bị call rất là dễ anh chị nha. Nên trong thời gian sắp tới, những cái phiên tới vẫn có khả năng nó bị diễn ra call chéo hay thậm chí là fork sell như vậy ạ, thì nó sẽ rất áp lực anh chị nha, rất áp lực, và thị trường vẫn có thể là đạp thêm nữa. Nên trong đoạn này chúng ta không có một thông tin nào tốt để bổ trợ và chúng ta không có dòng tiền vào thì chúng ta cứ bình tĩnh đã ha. Thì em biết là đối với quá trình đầu tư, có những anh chị mình giao dịch thường xuyên, mình mua vào được ấy, mình mua bán thường xuyên thì mình sẽ bị gọi là nghiện trading anh chị nha. Nếu anh chị bị cuốn theo như vậy, anh chị cứ mua mua bán mà không biết rõ xu hướng thị trường, không biết rõ tình trạng là thị trường nó đang rủi ro, thì chúng ta sẽ bị cuốn theo cũng như là bị làm bào mòn cái vốn của mình anh chị nha. Nên đối với hiện tại thì anh chị mình cố gắng cho em, nếu anh chị mình có giữ cái tỷ trọng cổ phiếu đã giữ về cái vùng an toàn rồi, anh chị tiếp tục view theo ha, và giữ cái lượng tiền có sẵn sàng, thì trong giai đoạn tới khi mà thị trường nó tạo đáy, nó có những cái tín hiệu, lúc này chúng ta tham gia vào thì nó ok. Còn hiện tại anh chị thấy là khi thị trường ở những cái vùng giá 1084, em cũng cho giải ngân rất là ít, đúng không? Khi mà nó chưa có những cái tín hiệu xác nhận thì chúng ta muốn giải ngân thì chúng ta chỉ là tham gia thăm dò, không phải là tham gia lung tung và all in và thậm chí là dùng margin được anh chị ha. Đấy, thì đối với thị trường hiện tại anh chị thấy thanh khoản là một điều quan trọng, nhưng mà thanh khoản nó giảm như thế này, nó siết lại như thế này thì làm sao mà thị trường nó đi lên được, đúng không? Thì đối với cái phiên giao dịch ngày hôm nay, thị trường chúng ta đóng cửa ở vùng giá 1042.4, giảm 18.22 điểm. Giảm đến 18.22 điểm nhưng mà thanh khoản thì sao? Thanh khoản 10.1 điểm, thanh khoản nó siết lại. Thì thị trường giảm nhưng mà thanh khoản nó siết lại thì cho thấy là cái áp lực bán tháo không có, thì nó cũng cũng đỡ hơn trong ngắn hạn anh chị nha. Tuy nhiên trong thời gian sắp tới mà tiếp tục diễn ra cái tình trạng con nữa ấy, thì em đánh giá là nó sẽ áp lực lên toàn thị trường luôn, và áp lực rất là lớn. Các mã cổ phiếu mà nó có đang cố gắng để hồi phục nó cũng sẽ bị áp lực thôi anh chị ha. Thì trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì có đến 393 mã giảm và có đến 21 mã giảm sàn đấy, 21 mã giảm sàn luôn anh chị ha. Nên là trong dạng này thì có tiền nằm im, anh chị có thể nằm ngoài quan sát cho em. Còn nếu anh chị muốn thì anh chị chỉ là thăm dò mua với cái tỷ trọng nhỏ, hay là thăm dò cho vui thôi, chứ đây không phải là thời điểm để mà chúng ta tham gia vào anh chị nha. Thời gian sắp tới thì đối với giai đoạn mà thị trường nó trong năm 2022 đúng không, thì khi mà thị trường nó con hàng loạt như thế này, khi mà nó đã tìm được cái vùng cân bằng và nó đã con xong rồi anh chị, thì nó sẽ tìm được cái vùng cân bằng, sau đó nó tích lũy nó đi lên thì ok. Còn trong giai đoạn này thì chúng ta cần phải chờ đợi thêm. Đấy, thì thị trường nó vẫn sẽ có những cái giai đoạn khắc nghiệt và khó khăn như vậy, nhưng mà chúng ta cần phải vượt qua những cái giai đoạn này. Chúng ta cứ nằm im quan sát đã anh chị nha. Có thể là giữa tháng 11 hoặc là nhanh nhất có thể là tuần sau thì chúng ta có thể tham gia vào. Tuy nhiên chúng ta cần phải xem xét là thị trường nó có những cái tín hiệu, lúc đấy chúng ta sẽ tham gia vào nó mới an toàn được. Còn bây giờ cái mức độ rủi ro quá cao, và cái khoản lợi nhuận của anh chị thì bao nhiêu? Đối với trong đầu tư mà chúng ta thấy là đánh giá về cái lợi nhuận nó không bao nhiêu nhưng mức độ rủi ro nó lại cao hơn cả lợi nhuận, có đáng để anh chị đầu tư không? Không anh chị nha, không đáng để đầu tư và không đáng để chúng ta mải mê vào. Bây giờ chúng ta nằm im, chúng ta chờ đợi quan sát thôi, nó sẽ không ảnh hưởng đến tâm lý. Còn nếu anh chị mình cứ bị cuốn theo, anh chị vào giao dịch lung tung trong cái thời điểm như thế này, thị trường nó cứ đánh, nó cứ xả vài cây như thế này thôi, thì anh chị sẽ hoảng loạn tâm lý, ảnh hưởng rất nhiều vào cái tâm lý đầu tư và cái kinh nghiệm của chúng ta nữa anh chị ha. Ok, thì đối với chuyển động tổ chức, anh chị thấy là khối ngoại lại tiếp tục bán ròng này ha, tự doanh thì mua nhẹ thôi, 82.93 tỷ. Còn đối với chuyển động thị trường hôm nay thì chỉ có riêng Vietcom đang được dùng để kéo chỉ số này. Rồi Masan khi mà bị đạp mạnh cái phiên ngày hôm trước thì Masan cũng đang có tín hiệu hồi trở lại anh chị ha.
Rồi VRE, tuy nhiên là các mã cổ phiếu như GVR, Techcom, BID, STB, SAB, SSI, CTG, FPT, anh chị thấy là giảm hàng loạt luôn. Chúng ta nhìn về cái giá trị và khối lượng giao dịch ấy, chúng ta thấy là rất nhiều mã cổ phiếu nó giảm sàn. VIX, GEX, KBC, DigiWorld, HHV, IDI, SSC, FIT, anh chị thấy là rất nhiều mã cổ phiếu nó sàn trong dạng này. Đấy thì đang diễn ra cái việc đó là call margin của anh chị ạ. Nên trong dạng này thì anh chị cố gắng nằm im quan sát cho em. Khi nào thị trường nó có tín hiệu chúng ta tham gia vào nó không muộn. Còn bây giờ anh chị cứ tham gia vào, anh chị sẽ âm vốn bào mòn vốn, đến lúc mà thị trường nó cân bằng rồi thì làm sao chúng ta có nguồn vốn nhiều dồi dào để mà chúng ta tham gia. Khi thị trường nó tạo đáy nó đi lên thì các mã cổ phiếu nó cũng sẽ x2 3 lần cho anh chị. Lúc đấy chúng ta tham gia nó ok. Còn bây giờ thị trường nó chưa có những cái tín hiệu xác nhận. Anh chị tham gia vào thì anh chị cứ tham gia vào những cái phiên hồi, đúng không? Những cái phiên hồi anh chị tham gia xong ấy hàng chưa về nó bị diễn ra cái trạng thái đó là con margin con chéo là nó lại bị tiếp tục đạt, mà đạt cả trong những cái phiên ATO hay là phiên ATC thì chúng ta rất khó để mà xử lý anh chị nhá. Nên đối với hiện tại thì em đánh giá như này, đối với thị trường hiện tại nó vẫn đang còn rất rủi ro, khả năng thị trường nó mất đi cái vùng giá 1037 ở đây này, vùng đáy cũ này, nó có thể về đến tận những cái vùng giá 1024 dưới này anh chị nhá, loanh quanh vùng giá 1024 chúng ta có một cái vùng nó chốt chặn ở đây, nó có phân kỳ tam đoạn, thì nếu nó về đến đây nó ngừng rơi và nó có tín hiệu, nó có yếu tố dòng tiền, có những cái thông tin tốt bổ trợ, lúc đấy chúng ta tham gia vào không có muộn. Còn bây giờ anh chị mình có thể lên những cái list danh mục mình có thể theo dõi, khi thị trường nó tạo đáy chúng ta sẽ kịp thời tham gia vào. Còn giai đoạn này thì chúng ta nằm im quan sát chờ đợi cho em anh chị ha, đừng có đoán đáy trong giai đoạn này anh chị nha. Anh chị càng đoán anh chị càng sai. Anh chị thấy là chúng ta đoán từ những cái vùng giá 1126 đến những cái vùng giá 1106 rồi bây giờ là 1073 và bây giờ là 1037 rồi, anh chị cứ đoán đáy như vậy không biết bao giờ mới là đáy của thị trường cả anh chị ha. Thì đối với thị trường hiện tại trong khung daily này nó vẫn có cái khách sạn mở ra, tuy nhiên tiếp tục phá đáy khách sạn cũng cũng sẽ mất đi thôi chị nha. Khách sạn mất đi thì có khả năng nó sẽ đụng tiếp về, nếu về đến vùng giá 1024 mà không giữ được thì nó có thể về đến những cái vùng giá 1000 là bình thường anh chị ha. Nên là trong đoạn này thì chúng ta cần thêm những cái tín hiệu, có tín hiệu thì chúng ta tham gia vào, còn không cứ nằm im cho em. Còn hồi là cũng để cơ cấu thôi chứ không phải hồi là để anh chị đu theo anh chị nha. Đấy thì đối với thị trường hiện tại thì cái rủi ro nó vẫn còn, trong khoảng 15 phút ngày mai nó vẫn có khả năng là sẽ có nhịp hồi ngắn hạn về quanh vùng 1049 1051 thì có nhịp hồi này cũng là hồi để cơ cấu, không phải hồi để anh chị đua mua đâu anh chị nha, không phải hồi để đua mua, lưu ý cho em như vậy. Khi mà dòng tiền nó không có thì nó không thể gọi là hồi phục đổi chiều xu hướng đi lên được anh chị nha. Hiện tại đều đa khung đều là xu hướng giảm rồi, lưu ý cho em một cái trường hợp như vậy Đấy, nên là lưu ý cho em trong dạng này thì cố gắng có hàng với cái tỷ trọng cao thì mình canh những cái nhịp hồi mình cơ cấu, hồi là để cơ cấu lại này, em luôn luôn báo cho anh chị như vậy đúng không ạ. Đấy thì đối với thị trường ngày mai nó vẫn có vùng khách sạn này, có thể hút được về quanh vùng giá 1049 1051 thì về quanh đây cũng là để cơ cấu anh chị nha. Còn tiếp tục mà phá đi cái vùng giá 1037 thì cũng cũng phải xem xét các mã cổ phiếu nó vi phạm thì nên hạ bớt một phần về đến những cái vùng giá dưới, nếu nó cân bằng tích lũy lúc đấy chúng ta tham gia vào sau. Thì em đi chia sẻ cho anh chị hai mã cổ phiếu mà anh chị có thể đưa vào cái list danh mục theo dõi, như là VCI. Hôm nay thì mã cổ phiếu này nó cố gắng nó bật tăng lên, nhưng mà đối với thị trường chung hiện tại đang áp lực thì nó cũng sẽ bị điều chỉnh anh chị ha. Thì đối với VCI nó đang có vùng hỗ trợ ở đâu, nó đang có vùng hỗ trợ quanh cái vùng giá 31.94 này đến dùng vùng giá 33.2, thì anh chị có thể tham khảo vùng này anh chị nha. Nếu thời gian sắp tới thị trường chung tiếp tục điều chỉnh, sau đó tìm được vùng cân bằng và mã cổ phiếu này nó cũng điều chỉnh về những cái vùng này nó cân bằng tích lũy lại, anh chị có thể theo dõi ha, quanh vùng giá 30 32 đến vùng giá 33.2 anh chị nha. Target thì anh chị có thể đặt ra cho nó là đến cái vùng giá 4 40 ha, loanh quanh vùng giá 40 anh chị có thể được đặt ra cái target cho VCA trong cái thời điểm này. Đấy. Hiện tại thì mã cổ phiếu này nó cũng chiết khấu khá mạnh, anh chị thấy là từ cái vùng giá 50 chấm 7 ở đây mà bây giờ nó chỉ còn 30 35 đấy. Nên là đối với mã cổ phiếu này anh chị cũng có thể xem xét nó điều chỉnh thêm về những cái vùng hỗ trợ này thì anh chị có thể tham gia chị ha. Rồi mã cổ phiếu tiếp theo nhóm khu công nghiệp đó là IDC, một cái mã cổ phiếu trong thời gian vừa qua nó đã giữ trend rất tốt anh chị ạ. Tuy nhiên nó ở vùng cao nên là em cũng đã tư vấn cho anh chị là khi nó ở neo cao như vậy thì anh chị chưa nên tham gia vô. Đối với IDC ấy
thì vùng giá này anh chị cũng nên đợi thêm. Nếu mà thị trường tiếp tục áp lực nữa thì con này khả năng là nó rũ qua cái vùng hỗ trợ giao găm trong khung daily này là rất cao anh chị nha. Nó sẽ có một cái vùng hỗ trợ trong khung tuần quanh vùng là 41.77. Đây cũng là một cái vùng hỗ trợ Kijun trong khung tháng. Thì anh chị có thể xem xét mã cổ phiếu này, nếu nó về được cái vùng là 41.77, 41.8 này mình có thể tham gia. Còn hiện tại thì cũng chưa nên tham gia vội. Nó cái vùng hai kiếm anh chị nha, hai kiếm Tenkan Kijun nó cũng đang hướng xuống như này, khả năng là xu hướng giảm vẫn đang rất là mạnh nên là chúng ta chưa nên nên bắt vội. Đối với IDC, một là nó tích lũy trên được cái vùng tầm 43.46, nhưng mà đối với trong trường hợp mà tiếp theo những cái phiên tiếp theo thị trường áp lực và bị con tiếp anh chị, thì đánh giá con này nó có khả năng là rũ qua cả những cái vùng này để mà đi xuống luôn. Chúng ta sẽ chờ ở cái vùng là 41.77, 41.8 anh chị nha. Ok, thì đây là hai mã cổ phiếu mà em chia sẻ cho anh chị mình có thể xem xét để đưa vào cái list danh mục đầu tư. Một vài mã cổ phiếu trong nhóm chứng khoán anh chị mình có thể xem xét là ví dụ như SSI đi, thì em cũng báo cho anh chị là nó đã phá đi cái vùng giá 284 ấy, thì chúng ta phải chờ ở tận cái vùng giá 24.8 dưới này anh chị nha. Nó phá đi cái vùng giá 284 rồi thì chúng ta cũng phải chờ thôi, chờ nó về đến cái vùng giá 248 dưới này, về những cái vùng hỗ trợ dưới này thì chúng ta có thể xem xét tham gia, còn hiện tại là cũng chưa nên bắt vội anh chị nhá. Ok, thì trong cái video này em Huyền chia sẻ cho anh chị về thị trường như vậy. Hiện tại thị trường nó vẫn đang áp lực. Tuy nhiên, khi thị trường nó áp lực như vậy, nó xảy ra những cái trường hợp như vậy, khi nó đã con xong, con kho xong, thì nó sẽ tìm được những cái vùng cân bằng. Và khi mà thị trường có những cái thông tin tốt ra bổ trợ này, về dòng tiền hay là về những cái thông tin về những cái chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thì có khả năng là sẽ tạo đáy để đi mà đi lên thôi. Đấy, thì trong giai đoạn 2022 chúng ta cũng trải qua những cái phiên thị trường nó rủi ro, nó căng thẳng như thế này rồi. Đấy, thì cũng có những cái giai đoạn nó cũng sẽ phải vượt qua để mà nó đi lên thôi chị ha. Nó không thể nào tiếp tục giảm mãi được. Nó sẽ tìm những cái vùng cân bằng rồi nó sẽ tích lũy đi lên trở lại thôi. Nên bây giờ thì chúng ta cố gắng nằm im chờ đợi quan sát đã chị nhá, chưa có gì để tham gia vội. Đối với em thì em vẫn sẽ chờ khi thị trường nó có những cái tín hiệu xác nhận em sẽ tham gia. Đấy, nên trong đoạn này nếu anh chị mình chưa có người hỗ trợ đồng hành cùng mình trên chặng đường đầu tư có thể liên hệ với em nhá. Chỉ cần anh chị có tài khoản tại công ty chứng khoán VPS, có tài khoản rồi thì chuyển ID về em là được anh chị ạ. Thì anh chị chỉ cần vào những cái room tín hiệu của em và câu lạc bộ ITB thôi, thời gian sắp tới khi có tín hiệu sẽ đưa ra ngay cho anh chị. Trong đoạn này thì câu lạc bộ và team và em đã có những cái danh sách mã cổ phiếu chiến lược rồi, chỉ cần có tín hiệu sẽ tham gia vào. Đấy, đây là quý anh chị mình cần tư vấn hỗ trợ để vào những cái đồng tín hiệu thì liên hệ với em nhé. Ok, còn đối với anh chị nào mình muốn tham khảo thêm hay là muốn tư vấn hỗ trợ thêm thì anh chị tham gia ngay vào cái room mở em để lên phần group chat. Trong cái room mở này thì em sẽ hỗ trợ hoàn toàn miễn phí. Quý anh chị cần tư vấn gì thì cứ chat trong room này ha. Ok, thì hẹn gặp lại quý anh chị vào cái buổi livestream sáng ngày mai. Em mình sẽ cùng anh chị phân tích nhận định về các mã cổ phiếu để mà anh chị mình có thêm những cái góc nhìn tham khảo thêm nhé. Ok, cảm ơn quý anh chị. Chúc quý anh chị một buổi tối vui vẻ, an lành, ấm áp bên gia đình và người thân ha. Bye bye. Đừng quên nhấn like, follow kênh và thả cho em mình những trái tim màu tím ở phần comment anh chị nha.